Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 25 tháng 5 2023. Chúng ta tiếp tục học tập Quyết Chí Một Đời Vãng Sanh Cực Lạc Quốc. Học đến tập 278. Những người chúng ta học tập pháp môn niệm Phật, nếu như mỗi ngày những đức mà giảng về gầy dựng tín nguyện để cầu sanh cực lạc, mà cái người nghe mà mình không có gầy dựng tín nguyện thì tự nhiên thời gian giống như chéo hoa, quý vị, dạt ra. Còn cái người mà gầy dựng tín nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc thì vì càng nghe càng hành trì thì càng thích, phải nhớ. Những đức nhận thức như Đại Lão Hòa Thượng Hải Hiền, cả đời ngài không biết gì nhiều, ngài chỉ có niệm Phật, và niệm Phật biết tất cả. Sự thành tựu của ngài cực kỳ lớn, để lại một tấm gương người niệm Phật vãng sanh đặc biệt tuyệt vời, đúng không? Rồi Pháp Sư Hải Khánh cũng không biết chữ gì hết, chỉ có một câu Phật hiệu gầy dựng tín nguyện thì thành tựu cực kỳ thù thắng, cũng để là tấm gương người niệm Phật. Từ nơi đó mà những đức nhắm mục tiêu là bản thân mình cả đời gây dựng ngay câu Phật hiệu này, và chính bản thân những đức thấy là hiện đời những đức tu nè, hiện đời là quý vị thấy những đức thành quả rõ ràng, thành quả rất rực rỡ, phải không? Bây giờ một phương pháp tu những đức đưa ra thời khóa chỉ vì một câu Phật hiệu, thời khóa là một câu Phật hiệu, thì thấy bây giờ khắp nơi, rất nhiều nơi người ta áp dụng luôn. Nên những đức nhìn từ Đại Lão Hòa Thượng Hải Hiền, Pháp Sư Hải Khánh không biết chữ gì hết, các ngài chỉ có một câu Phật hiệu, có nghĩa là thời lão thật chân thật một câu Phật hiệu mà niệm luôn, thì cái thành quả cực kỳ lớn luôn. Thành quả là lưu danh hậu thế, thành quả các ngài là lưu danh hậu thế. Những đức chỉ nhắm mục tiêu vậy thôi, nên cả đời những đức là tán thán câu Phật hiệu. Ai là người hữu duyên thì cả đời học tập để cầu sanh cực lạc. Những đức thấy rằng chúng ta chỉ cần nương ngay bổn nguyện là chắc chắn nhất, yên tâm nhất. Nên mỗi một buổi giảng như đức đều là quy hướng tán thán tịnh độ làm chính luôn. Vì nghe thêm bao nhiêu buổi giảng thì những đức cũng đang là tán thán tịnh độ làm chính. Vì sao? Vì chính cuộc đời những đức là ngay có Phật hiệu này mà, quý vị. Bản thân những đức còn không biết mình sao? Xác thực là gặp ngay tịnh độ, niệm ngay câu Phật hiệu, mà thành quả của cuộc đời những đức đúng là ngoài sức tưởng tượng của những đức luôn. Ngoài sức tưởng tượng, không tưởng tượng được cuộc đời của mình đi tu mà làm được những việc gì luôn. Mà được như vậy là từ đâu? Ngay câu Phật hiệu. Mà những đức thấy rõ ràng ngay câu Phật hiệu, quý vị niệm chân thật mà niệm, quý vị niệm giết rồi nhiều thứ ở trong cái cõi đời này, quý vị biết. Lạ như vậy. Rất là lạ. Nên cần phải gầy dựng tín nguyện ngay câu Phật hiệu này. Thí dụ như hàng Phật tử, quý vị thật sự muốn niệm Phật sanh cực lạc, quý vị cứ gầy dựng ngay câu Phật hiệu này đi. Những đức thường nói những cái điều rất trọng tâm, đừng buồn dặn người khác để trong tâm. Nếu như quý vị thật sự là người muốn niệm Phật cầu sanh cực lạc, đừng buồn dặn người khác để trong tâm. Đừng bao giờ nói cái việc mình thiệt thòi. Nếu như quý vị là người thật sự niệm Phật muốn sanh cực lạc, đừng buồn dặn người để trong tâm, đừng nói những chuyện thiệt thòi trong cuộc đời này. Quý vị hãy nhắm thẳng mục tiêu là đời mình cỡ nào, gặp sự cố gì cũng niệm Phật cầu sanh cực lạc đi. Mục tiêu chỉ cần mình sanh cực lạc, không có gì thiệt thòi hết. Mình chỉ cần sanh cực lạc là không có gì thiệt thòi hết. Nếu như quý vị
Muốn lấy cái lợi ích sanh cực lạc thôi thì đừng nói chữ thiệt thòi. Thiệt thòi như thế nào cũng chịu đựng được hết. Vì quý vị chỉ cần sanh cực lạc là không có thiệt thòi. Còn người ta hơn thua đấu đá đủ chuyện ở thế gian, cuối cùng mấy chục năm ngắn ngủi người ta chết đi, người ta đọa tam đồ ác đạo. Còn quý vị là người luôn luôn nhẫn chịu được mọi mặt, quý vị lại là thành tựu của đường giảng sanh. Quý vị coi có thiệt thòi không? Thành tựu của đường giảng sanh làm sao thiệt thòi? Cả đời của Hòa Thượng Hải Hiền chỉ có một câu Phật hiệu, thành tựu để là toàn thân xá lợi, thấy thù thắng không? Cuộc đời Pháp Sư Hải Khánh có chuyện ghi là rõ ràng luôn, ngọc nghiệu cả đời chỉ có niệm Phật mà thành tựu cũng để là toàn thân xá lợi. Bây giờ ta để là bằng thờ người ta, thờ người ta lại luôn, nhưng một vị Bồ Tát thì coi chỉ có đúng một câu Phật hiệu để là toàn thân xá lợi luôn. Vì coi như trong chùa mà những đức thấy rõ ràng, nhiều người già không biết gì chỉ có niệm Phật mà ra đi cực kỳ thù thắng, như cái câu mà hoa sen mọc từ miệng ra. Vì coi một người nghèo khổ bình thường không biết gì chỉ biết niệm Phật không mà thù thắng thành tựu như vậy. Rồi bà cụ Sáu chỉ có niệm Phật không mà ra đi biết ngày giờ. Bé 11 tuổi liên tịnh ra đi đặc biệt như vậy, chính mắt nhìn thấy rõ ràng luôn. Đi từ ngay câu Phật hiệu mà đi luôn tự tại đi. Chỉ có một câu Phật hiệu thôi, thành tựu xác thực 100% cho mình thấy luôn. Còn có những người nghe nhiều biết nhiều hiểu nhiều quá trời luôn, nhưng mà lại đi không được thù thắng. Vậy thì mình biết rằng cái thờ mạt pháp này chúng ta, người tu tịnh độ phải gây dựng tín nguyện ngay có Phật hiệu. Tổ sư đã nói rằng người giáng sanh được hay không là do tín nguyện hay không. Nên cả đời những đức là gì? Tán thán ngay câu Phật hiệu, gây dựng cho mình, gây dựng cho những người hữu duyên, gây dựng cho mình, gây dựng cho những người hữu duyên. Những đức nói nghe, quý vị mà đi lang bang là quý vị mắc một đời này không được thành tựu đường giảng sanh. Đi lang bang đầu này đầu kia, nghe ngóng biết này biết nọ là tiêu quý vị, là quý vị mất phần giảng sanh luôn. Nhất là đi dòng do tam quốc, làm bao nhiêu thứ bao nhiêu việc, coi chừng quý vị mất phần giảng sanh. Nhìn thì thấy ghê gớm lắm, nhưng mà chừng quý vị mất phần giảng sanh. Nếu như quý vị thật sự muốn đời này sanh cực lạc, chọn một địa điểm, chọn mục tiêu, chọn một cách học tập, những đức thấy chính cuộc đời những đức từ khi gặp tịnh độ tới bây giờ chỉ có một câu niệm Phật mà làm tới cùng luôn. Quý vị thấy nếu mà ở thế gian thì những đức là một ông tăng cũng nổi bật quá trời, ngay có Phật hiệu, nói bật ngay có Phật hiệu luôn đó. Chỉ có niệm Phật thôi, làm bao nhiêu việc luôn chỉ có một câu Phật hiệu thôi, lý giải bao nhiêu sự việc luôn chỉ có câu Phật hiệu mà ra. Người ta là bao nhiêu việc ra ngay câu Phật hiệu, những đức thì từ ngay câu Phật hiệu đi ra, phải không? Người thấy rõ ràng không? Những đức là ta ngay câu Phật hiệu đi ra, từ chương trình lễ lọc gì cũng từ ngay câu Phật hiệu đi ra. Còn người ta có thể bao nhiêu sự việc người ta mới quy về câu Phật hiệu. Thí dụ như đa phần đi, người ta nghe nhiều hiểu nhiều học nhiều là người ta học quá nhiều rồi, cuối cùng người ta mới quy nhất, người ta niệm một câu Phật hiệu. Nhưng những đức lại là từ ngay câu Phật hiệu đi ra, là câu Phật hiệu giải thích ra cái gốc, những đức cắm ngay câu Phật hiệu rồi giải thích ra cành lá hoa quả. Những đức thấy cực kỳ phù hợp luôn quý vị, cực kỳ phù hợp luôn ngay câu Phật hiệu, mà càng niệm lại càng an lạc, càng niệm lại càng tự tại. Những đức lại không bị ảnh hưởng gì những cái chuyện nói nhảm nhí gì chuyện này chuyện kia. Khi những đức giảng chuyên tịnh độ mà có những người bình luận nhảm nhí tào lao bất xế này kia, những đức không bắt cần, không cần thiết. Vì sao? Chính tôi nếm mùi tôi hiểu. Từ một cái người tầm thường bình thường, ngoài đời làm được cái gì? Mà giờ làm được bao nhiêu chuyện như vậy là từ niệm Phật mà ra chứ từ đâu? Từ niệm Phật mà ra chứ từ đâu? Nên những đức nói mà những người mà bình luận này kia đồ dòng gió tâm quắc, những đức nói tự coi lại mình là làm được cái gì? Nói đơn giản là tự coi lại mình làm được cái gì? Còn những đức lại từ một câu Phật hiệu đức làm được bao nhiêu chuyện, tại sao mình không niệm Phật? Hàng Phật tử cứ nhìn từ đây đi, tự nhiên tăng tính tâm tính nguyện liền. Rõ ràng câu Phật hiệu này mà bám cho chắc là quý vị làm được bao nhiêu việc trong cuộc đời này liền. Chính bản thân quý vị cũng an lạc tự tại nữa. Bản thân quý vị cũng vui vẻ an lạc tự tại nữa.
Rõ ràng mỗi ngày như Đức đi qua đây lại bao nhiêu đậu tràng, như Đức cứ ngồi như Đức nhìn như Đức nói, trời cái số lượng người đông đúc gì, chỉ có niệm Phật không, chỉ có niệm Phật đâu. Xác thực rõ ràng 100% ở đây những Đức là người nuôi chúng mà quý vị, cuộc sống của chúng những Đức ở đây những Đức lo hết trơn mà, những Đức biết mà. Mà những Đức làm ăn cái gì rồi những Đức quen Phật tử thân thiết gì, rồi Phật tử hộ trì gì, những Đức có quen ai hộ trì gì đâu. Những gì những Đức làm những Đức nêu lên vậy thì tùy duyên khắp nên ơi, thấy mình nhiệt tình như vậy thì mọi người cũng chúc rồi lo cho Tam Bảo, lo cho các cụ, lo làm việc này việc kia, dư tiền ra chương trình khiếm thị này nọ, toàn là vậy. Không có một người nào mà những Đức thấy xác thực rõ ràng là rằng là bây giờ 5-10 người hộ trì Tam Bảo đây đồ, hoặc Phật tử nước ngoài gì quen biết gì, có gì thầy cần thầy gọi con cúng được, có không? Đâu có một người nào đâu quý vị. Mà 10 năm nay rồi rõ ràng rồi, thì thấy rõ ràng nếu như bản thân của mình học Phật mà mình làm những việc mà người ta thấy ý nghĩa thì người ta chung tay à. Ta thấy mình làm việc ý nghĩa thì người ta chung tay thôi. Giống như hòa thượng xây chùa cho người ta ở, người ta tu thì người ta chung tay với hòa thượng xây chùa thôi. Thấy rõ ràng luôn. Rồi Phật Bồ Tát thấy làm việc gì đúng thì Phật Bồ Tát chỉ người đến để lo phụ mình để mình làm việc đó. Đây là những Đức thấy rõ ràng, cảm ứng. Cảm ứng rất rõ ràng luôn. Hồi đó những Đức mới đi xuống đây, xin thưa quý vị, ai biết tới gì đâu, mà cũng gần 200 người quọt quẹt sống, những Đức có tiền bạc gì đâu. Mà khi đến lúc kiệt không còn tiền bạc gì hết thì tự nhiên có những người già lạ quắc là quơ. Đúng là cái duyên những Đức nuôi người già. Toàn là những người nhìn già nghèo đem tiền lại không, đem tiền lại cúng, rồi tiếp tục nuôi người già, dư ra làm này làm kia. Cứ như vậy mà từ từ còn phát triển luôn. Còn cái chuyện chia sẻ Phật Pháp thì quý vị biết những Đức rồi đó. Chỉ tại chùa thôi, những Đức mà hồi đó mà có trình độ gì mà để mình đi chỗ này chỗ kia giảng. Mà tại ở một nơi rồi gì, hướng dẫn niệm Phật rồi từ nơi đó mà khắp nơi người ta biết luôn. Là đúng từ một nơi, cấm gốc một nơi mà phát triển cành lá. Quý vị chỉ cần nghe những Đức giảng gì thôi là quý vị tăng tính tâm dữ lắm. Những Đức nói thiệt, rõ ràng những Đức cấm gốc ngay câu Phật hiệu phát triển ra cành lá, cấm gốc ngay câu Phật hiệu phát triển qua văn tự. Rõ ràng luôn quý vị hãy để ý đi. Những Đức là niệm từ ngay câu Phật hiệu mà giải thích ra bao nhiêu văn tự luôn. Còn người ta bao nhiêu văn tự để giải thích câu Phật hiệu, còn những Đức lại cấm gốc ngay câu Phật hiệu giải thích ra văn tự. Quý vị để ý đi, phải không? Từ nơi đó những Đức nói rằng là bổn nguyện Di Đà chắc 100%. Nói mà cái việc mà liên tịnh 11 tuổi mà ra đi, mà khi đi thiếu quý vị, quý vị coi chiếc lắc bạc A Di Đà Phật, cháu nói với mẹ, mẹ ơi khi mà con mắc đi, con giảng sanh, khi mà đi thiếu con sống là con để lại cho thầy chiếc lắc A Di Đà Phật, chiếc lắc bạc. Bởi vì biết có cái độ lửa mà ở trong cái lò thiếu, vị biết nó cao cỡ nào chứ. Mà riêng chiếc lắc bạc chữ A Di Đà Phật của cháu đeo là nó còn nguyên vẹn. Chữ A Di Đà Phật nguyên vẹn luôn, không có bị đụng chạm gì tới hết chứ quý vị. Còn những cọng dây chuyền của mẹ cho cháu, mà dây chuyền bạc là nó rụi tàn, không còn thấy tin tức của nó luôn. Chỉ đúng chiếc lắc A Di Đà Phật những Đức tặng là còn tồn tại. Cháu nó để lại cho những Đức. Rõ ràng là cháu ra đi, cháu giảng sanh, cháu để lại cho mình là bổ nguyện chân thật, phải tin 100%. Cái lửa đốt này giống như lửa ngũ dục lục trần, mà bổ nguyện Di Đà là chắc thật. Sống ở cái cõi ngũ dục lục trần này, dù có chao đảo cỡ nào, chỉ cần bị bám chắc vào bổ nguyện Di Đà thì không bao giờ bị dao động gì đâu. Chỉ cần bị buông ra cái bổ nguyện Di Đà là bị tiêu. Buông bổ nguyện Di Đà là bị tiêu liền. Nên những Đức nói với hàng Phật tử, mình chọn mục tiêu mình tu học. Cái câu này rất là quan trọng, câu này rất hay này. Chọn mục tiêu tu học. Thí dụ như những Đức bây giờ gầy dựng tín nguyện niệm Phật cho quý vị, mục tiêu cầu sanh cực lạc. Quý vị thấy rõ ràng, quý vị thấy nếu như quý vị chịu áp dụng là kết quả liền. Cái câu những Đức vừa mới nói rất là quan trọng là
Bổ nguyện Di Đà chắc thật. Cái cõi đời này ngũ dục lục trần, bao nhiêu sự giao đảo thử thách, chỉ cần vị nương vào bổ nguyện Di Đà chắc chắn 100% bị điều vượt qua hết. Vì điều vượt qua hết, không có gì trở ngại quý vị đâu. Nhưng quý vị chỉ cần buông bổ nguyện một cái thôi là bị có chuyện liền. Quý vị bị quay vòng vòng liền, không nói vòng gió. Chỉ cần chăng thật nương vào bổ nguyện là quý vị sẽ có kết quả. Chăng thật nương vào bổ nguyện sẽ có kết quả. Cái này là cái rất quan trọng, cái câu này rất quan trọng luôn. Hãy để ý đi. Nên khi bé 11 tuổi liên tình ra đi đi thiêu là cháu để là chiếc lắc ai với đạo Phật lại cho nhận đức. Quay phim rõ ràng quý vị coi, quý vị thấy không? Coi đi, phải không? Những điều này để làm minh chứng cho chúng ta cái chuyện gầy dựng tín nguyện, niệm Phật cầu sanh cực lạc. Như đại lão Hòa Thượng Tịnh Không khi còn thay thế, ngài khuyên mình nên học Hòa Thượng Hải Hiền, rõ ràng luôn. Khuyên mình nên học Hòa Thượng Hải Hiền. Ngài không biết một chữ nào mà ngài niệm một câu Phật hiệu thành tựu như vậy. Bây giờ nếu nói về cái chuyện quý vị học giáo giảng muôn kinh vạn luận, quý vị so sánh nổi Hòa Thượng Tịnh Không không? Quý vị không thể nào so sánh nổi đâu. Hình như đa phần kinh giáo ngài giảng hết. Nếu mà nói về cái lời giảng của Hòa Thượng mà để lại cho chúng sanh, đúng là một kho tàng giáo điển. Quá nhiều luôn, quá trời giảng nhiều luôn. Ngài giảng ra câu Phật hiệu. Còn bản thân mình thì Hòa Thượng lại chỉ mình là từ ngay câu Phật hiệu mà bước ra, từ ngay câu Phật hiệu mà phát diễn ra. Còn Hòa Thượng là giảng rộng vô cùng, quy hướng về câu Phật hiệu. Ngài có bản lãnh làm được điều đó. Còn mình thì Hòa Thượng chỉ mình học Hòa Thượng Hải Hiền, thì từ ngay câu Phật hiệu, Hòa Thượng Hải Hiền đâu có biết chữ nào đâu, đâu có giảng kinh thuyết pháp gì, chỉ đúng một câu Phật hiệu mà thành tựu để là toàn thân xá lợi. Nếu mà quý vị nói về hình thức thành tựu, chúng ta lý luận đi quý vị. Quý vị đừng có dội vàng. Khi mình nghe một cái là mình chỉ biết chấp tướng thôi thì bản thân mình không khai mở được. Các vị Bồ Tát các ngài không có trách mình đâu. Mình chỉ cần lý luận sao cho chúng sanh được lợi ích, hiểu chưa? Thì quý vị sẽ mở tâm rộng ra liền. Nhân đức cũng là người nghe đại lão Hòa Thượng Tịnh Không mới được như ngày hôm nay nè. Nhưng mà mình phải lý luận cho sâu sắc đi quý vị, để mở ra, để bản thân mình nhắm được mục tiêu mà bản thân mình có thể làm được, hiểu không? Nếu nói về hình thức để thành tựu thì quý vị coi đại lão Hòa Thượng Tịnh Không muôn kinh vạn luận, nhưng so sánh với Hòa Thượng Hải Hiền thì sự thành tựu về hình thức thế gian Hòa Thượng Tịnh Không không bì được với Hòa Thượng Hải Hiền. Quý vị công nhận không? Việc này là 100% Hòa Thượng Hải Hiền rõ ràng, một câu ai Phật niệm đến cùng. Đại lão Hòa Thượng Tịnh Không thì là muôn kinh vạn luận. Các ngài thể hiện rõ ràng cho quý vị thấy là Hòa Thượng Hải Hiền sự thành tựu về hình thức cho quý vị để tăng tính tâm thì đại lão Hòa Thượng Hải Hiền là số 1. Đại lão Hòa Thượng Tịnh Không không bị bằng. Nhưng mà Bồ Tát thì không có cái gì mà hơn thua. Nhưng mà quý vị phải bình luận chỗ này để làm chi? Để cái người tu tịnh độ quý vị có mục tiêu để quý vị học tập. Các ngài đều là từ bi hết. Đều là từ bi hết. Cái người đời sau này của chúng ta mà học như Hòa Thượng Tịnh Không, mình không có cửa đó đâu. Mình không có cửa giảng pháp, giảng kinh như Hòa Thượng Tịnh Không đâu. Không có cửa làm được điều đó đâu quý vị. Những đức nói từ khi một người nào thị hiện là Bồ Tát gì xuống mới làm được điều này thôi. Đã là không làm được điều này nên ngài chỉ mình học Hòa Thượng Hải Hiền. Và Bồ Tát năng lên cho nhau, sự thành tựu của ông phải như vậy đó. Ông có để là toàn thân xá lợi. Những gì Hòa Thượng Tịnh Không tán thán thì Hòa Thượng Hải Hiền thành tựu thù thắng như vậy. Như vậy thì gọi là Phật tán thán Phật, Bồ Tát tán thán Bồ Tát. Nhưng mà quý vị phải lý luận chỗ này để chi? Để có người ta tu học, người ta có mục tiêu, người ta nhắn, có mục tiêu nhắn để hướng lên quý vị. Đó là cái điểm nhắn ngay Hòa Thượng Hải Hiền là quan trọng để thành tựu cuộc đời tu này của chúng ta. Cái điểm nhắn ngay Hòa Thượng Hải Hiền, Pháp Sư Hải Khánh là cái điểm nhắn đặc biệt. Hai vị này không biết chữ gì hết nhưng để lại toàn thân xá lợi không? Thù thắng.
như Hòa Thượng Ái Hiền, cả đời của Ngài không có biết chữ, không có học giáo được gì nhiều. Nhưng mà Ngài sống tới 112 tuổi, niệm Phật 92 năm. Sự thành tựu của Ngài không có học kinh giáo, mà Ngài chỉ có một câu Phật hiệu. Nhưng quý vị coi cái sự ra đi của Ngài đến ngày cuối cùng luôn. Ngài sống tới ngày cuối cùng, Ngài rất khỏe, tỉnh táo rất khỏe, tới cuối cùng, tới bằng đêm, là Ngài tự niệm Phật, xếp đồ đạc hết. Ngài nói trước một tháng là Ngài đi chào mọi người nhiều lắm. Rồi Ngài đó vẫn làm việc bình thường, ra đồng cuốc đất đồ làm việc bình thường. Tối là thì xếp đồ đạc này kia, an tường tự tại mà đi. Sống tới 112 tuổi mà rất khỏe. Đó. Còn Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không muôn kinh vạn luận, nhưng Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không vẫn bệnh đau yếu khi si già. Rõ ràng không? Các ngài thiện hiện quý vị phải nhắn quý vị à. Mình nghe Pháp là mình phải nhắn, chứ không phải là nói là mình đi nói các ngài là như thế nào, căn cơ của mình thì làm sao mà mình đi lý luận cái chuyện của các ngài. Quý vị bậy quá. Con người sống ở trong cuộc đời này mình phải xác thực một chút, để cho người ta có góc độ quý vị à. Để cho người ta có góc độ nhìn nhận một chút, để làm chi? Để mình chọn mục tiêu mình tu học, để mình có được cái kết quả, có một cái kết quả, chứ không phải là mình nói các ngài. Ai mà dám nói các ngài làm gì? Mà các ngài cũng có trách mình cái điều này. Các ngài mừng khi mình chỉ điểm ra cái việc mà con người có thể làm được, có thể lợi ích cho chúng sanh là các ngài mừng rồi. Còn cái việc các ngài thì cái quả vị Như Lai của các ngài, mình chỉ là càng làm sao mà mình nhắn được cái điểm nhắn chính. Như Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không ngài cũng giảng gì, Kinh Vô Lượng Thọ ngài chỉ mình niệm Phật khóa cho lúc. Nhưng mà ngài học muôn kinh vạn luận, biết hết chưa, thông hiểu hết. Rõ ràng không? Còn Hòa Thượng Ái Hiền chỉ có một câu Phật hiệu mà lại không biết chữ nghĩa gì hết luôn. Phải chi là học lớp 1, lớp 2, lớp 3 như mình thì còn nói lừng chừng. Còn Hòa Thượng Ái Hiền là thật sự không biết chữ, chỉ có một câu Phật hiệu, chỉ có một câu Phật hiệu mà niệm mà thành tựu như vậy. Còn Pháp Sư Hải Khánh cũng một câu Phật hiệu, không biết một chữ nào luôn. Những đức còn học tới lớp 3, các ngài thì không biết chữ luôn. Vì coi. Còn Đại Lão và Thượng Tịnh Không này lại muôn kinh vạn luận thông hiểu hết. Thì coi thị hiện cho vị thấy không? Đó. Rồi các ngài giảng, như Đại Lão và Thượng Tịnh Không ngài giảng, ngài cũng thường nói Đức Phật dạy thờ mộc pháp niệm Phật thanh tu. Các ngài nói giảng rõ ràng trong kinh Đại Tập là nhiều người tu hành nhưng ít có người thành tựu, duy chỉ có những người niệm Phật gây dựng tín nguyện mới thành tựu. Thì bây giờ Đại Lão Hòa Thượng Ái Hiền Pháp Sư Hải Khánh là tín nguyện niệm Phật ngay có Phật hiệu đó. Quý vị coi, sự thành tựu là để là toàn thân xá lợi luôn quý vị. Ai so sánh nổi không? Nên những đức nói rằng hàng Phật tử mình chỉ cần nhắm ngay có Phật hiệu này mà gây dựng mỗi ngày, gây dựng mỗi ngày, gây dựng mỗi ngày. Những đức nói cứ đào đi, cứ đào đi, cứ đào đi, rồi vì sẽ thấy cái kết quả. Mười mấy năm nay tôi đào một chỗ luôn. Từ khi tôi gặp tịnh độ tới giờ là tôi đào tới bây giờ luôn. Đào hoài ngay có Phật hiệu luôn. Thấy rõ ràng chưa? Tôi làm thiệt đó. Chấp nhận một đời này ngu dại niệm một câu Phật hiệu, cứ làm tới luôn, khỏi cần nói cái chuyện mà tìm hiểu học thêm gì hết luôn. Nhiều người ta thì người ta phải học cái này kia nhiều. Tôi nói thôi khỏi, tôi làm không được. Tôi thấy rõ ràng là ngay có Phật hiệu là kết quả. Ai có nói tôi ngu cũng được nữa, không nghe cũng được nữa, không sao, kệ vậy. Tôi thấy là kết quả rõ ràng, kết quả rõ ràng luôn. Làm bao nhiêu việc đều được hết, mà từ ngay câu Phật hiệu mà ra thì tôi làm được hết trơn. Rõ ràng tôi thấy còn gì, còn nói gì nữa bây giờ. Nên những đức nói với hàng Phật tử, mình phải gây dựng, mình nhìn từ con người này nè. Bản thân những đức làm thì thấy rõ ràng chưa? Bao nhiêu việc làm một năm, biết bao nhiêu chương trình là từ câu Phật hiệu mà đi ra không? Chương trình lễ lọc, chương trình gì cũng từ câu Phật hiệu mà đi ra. Lễ dí Quan Âm cũng từ câu Phật hiệu mà giảng ra. Đại Quan Âm, những đức nói là cái gốc của mình là ngay câu A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, để mà phát triển ra tất cả việc ở trong cuộc đời này. Rõ ràng những đức làm là kết quả đó. Vì thấy đi, từ nơi đây thì cái gài dựng tính nguyện mình ngay câu Phật hiệu là quá tuyệt. Vì kêu những đức bây giờ phải lý luận gì, tôi khỏi đi. Quý vị khỏi cần học cũng được, không sao. Vì không niệm Phật cái chuyện quý vị kệ vì chứ tôi niệm. Tôi là thoải mái lắm.
Cái người đến gặp tôi mà thí dụ như hỏi thầy phải lý luận nè, thầy phải chấp vấn, thầy thôi bỏ đi ra chỗ khác chơi bạn, đi về nhà đi chấp vấn ai đi, tôi không cần thiết nói tới chuyện này. Chấp vấn 2.000 người tôi sống tôi đang lo đó, đi chấp vấn họ, đi lại đây chấp vấn nói vòng vo gì, ai dám lại đây hỏi. Ông đi nuôi 10.000 người, 20 người đi, khỏi còn nói vòng vo tâm quắc chỉ cho nó mệt. Thì tôi từ ngay câu vật hiệu, từ một thanh niên hư hỏng, ngay câu vật hiệu đó mà tôi nuôi 2.000 người đó, làm bao nhiêu chương trình, ông đi nuôi 20-30 người đi, chấp vấn khỏi nói dòng do tam quốc. Riêng bản thân những đức là như vậy đó. Quý vị đọc lời của tổ sư đoạn nghi sanh tính rồi đó, chư tổ có để sẵn hết rồi đó, đi đọc đi. Tới đời những đức khỏi miễn bàn, tên nào lãng quạng đến mà hỏi han đồ chấp vấn rồi đó, đi chơi chỗ khác bạn, đi chỗ khác chơi đi, không mất thời gian với bạn đâu, miễn bạn luôn đi. Riêng những đức là chỉ tán thán tịnh độ, ai nghe nghe thôi, ai tu tu thôi, ai niệm niệm mà thôi, tôi làm. Nếu hàng Phật tử mà học giống cái tính những đức thì quá tự tại rồi. Vì sao? Chuyện này mình cảm nhận được mình làm đi, ai không làm kệ người ta, quan tâm đi cho nó mệt đi, làm thì thôi, mình làm. Vì thấy những đức tự tại không? Phật tử đến chùa tu học, đến và đi, những đức có nặng nề cái chuyện đó không? Người đến người đi kệ họ chứ. Bản thân những đức mãi mãi vẫn là như vậy. Thời gian cũng gặp chục năm rồi, lượng Phật tử này không đến thì lượng Phật tử kia cũng đến ào ào. Thì rõ ràng quý vị thấy không? Nếu như quý vị học những đức thì quá tự tại, khỏi cần nói ai nói dòng do tâm quá, thì thôi khỏi đi. Ông muốn nói gì ông nói, ông làm chuyện của ông, tôi cứ niệm Phật vậy đó, sao được không? Thấy rõ ràng rồi, còn cái gì thì xác thật rồi, còn cái gì nữa. Vì thì rất tự tại. Nói một cái chuyện làm của người ta thôi, ông làm với người ta mà chấp vấn, khỏi đi những người lý luận đó, ông đi kiếm người khác ông lý luận. Trời ơi, kiếm người khác ông lý luận nó, ông đi kiếm sách vở chư tổ sư có ghi sẵn hết rồi đó, hỏi đáp rồi trong đó sẵn hết trơn đó, ông đi đọc đi. Họ hỏi mình chi mất công mệt thêm, mình là cái gì mà đi lý luận cho họ nghe mất thời gian. Ngay câu Phật hiệu mà áp dụng, gây dựng tín nguyện rồi thì không còn gì nữa cả. Còn bạn chưa có tín nguyện thì bạn muốn thêm cái gì thì bạn cứ làm đi. Mình cứ ngay câu Phật hiệu mà làm, quý vị ai là người đủ duyên thì cứ ngay câu Phật hiệu này mà áp dụng, sống còn gì cũng ngay câu Phật hiệu mà làm, chờ có sập xuống cũng ai với đạo Phật. Cứ cả đời nắm chắc một câu Phật hiệu này mà niệm đi, chắc chắn vì sẽ có kết quả. Tôi thấy là cuộc đời tôi đi tu thì tôi thấy có kết quả rõ ràng, quý vị cũng nhìn ra nữa, đúng không? Mà người ta lại vui vẻ tự tại thoải mái nữa. Tôi thấy tham sân si càng ngày càng giảm đi, sống trong cuộc đời thấy vui vẻ tự tại quá trời luôn. Gì thì tốt rồi, cứ niệm Phật. Nên những đức nguyện tam bảo gia hộ cho những hàng Phật tử nghe như vậy để tăng cái tính tâm lên, hừng hực lên, tăng tính tâm hừng hực lên. Ai tu nhiều chục năm gì ra đi làm sao, chuyện của người ta, chuyện của mình cứ niệm Phật mà đi. Người ta đi làm sao, người ta giảng sanh là chuyện của người ta, mình cứ niệm Phật mà đi, cứ như vậy mà làm, đừng có bao giờ mắc tính tâm gì hết trơn á. Đừng có nói người đó tu bao nhiêu chục năm gì đi diện gì, đừng nói chi mà những người bình thường cư sĩ mà có gia đình đồ mà niệm Phật mấy năm mà đi tự tại, khỏi, chúng ta không cần thiết nghe những điều đó. Quý vị cứ niệm Phật mà đi, ai đi làm sao cũng được, quý vị cứ niệm Phật mà đi. Vì cứ nhắm ngay quý vị cứ niệm Phật mà đi là được rồi. Phật rước mình như thế nào tự mình biết. Nên mỗi người mình tính nguyện cho cực kỳ mạnh, cả đời phát cái nguyện mỗi ngày nhớ Phật, nhớ Tây Phương Cực Lạc, phát nguyện đời này phải về Cực Lạc. Chỉ cần vậy thôi, phàm phu mình không biết nhiều nữa đâu. Cái chuyện đây về thế giới Cực Lạc chúng ta không biết đường để đi đâu, chỉ có Phật A Di Đà dẫn đường giùm mình đi thôi. Cứ tin điều đó đi quý vị. Nếu quý vị mà niệm Phật mà nói rằng mong làm sao để biết được đường đi về Cực Lạc thì thôi, thôi chuyện này thì thôi, không phải cảnh giới của mình. Thôi con cầu nguyện Phật A Di Đà, con niệm Phật, niệm danh hiệu Ngài, nương vào bổ nguyện của Ngài, con cầu nguyện Ngài khi thọ mạng chúng con đến, Ngài đến dẫn giùm. Vậy thôi, con nghe lời Ngài, chí tâm tin ưa niệm danh hiệu Ngài, đến cuối đời niệm Phật thì Ngài đến dẫn giùm, dẫn giùm, dẫn đường cho chúng con đi về Cực Lạc. Chúc tất cả quý vị an lạc, A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.